Bắn chết mẹ nó cho em. Bắn chết mẹ nó. Ở kia bắn gà quá rồi. Như tập trước bạn đã biết thì mình đã bị tai nạn xe, nhưng mà đáng tiếc là mình có thể cứu được bạn. Mấy ông bác sĩ cũng ghê quá, ông làm sao cứu được mình vậy. Và tập này là cái nhiệm vụ của anh Big Smoke các bạn. Vãi cứ không, giờ mình phải làm anh nhiệm vụ của anh Big Smoke. Bữa chạy chó quá, chạy quá lẹ luôn, tung ầm cái mất tiêu, chả biết gì hết. Bây giờ mình sẽ đi vô gặp anh Big Smoke lại ở cửa cốc cốc. Rinning đó, chó dí hả? Lần này không gõ cửa bạn, cảnh sát ra luôn các bạn ơi. Có gì chửi ba? Gì chửi tao vậy? Nó mới vô mà. Quýnh nó luôn, không có chơi cảnh sao. Mình sẽ đón, hình như đón thằng em trai nó bạn ơi. Big Smoke. Mấy thằng xe của thằng Big Smoke này nó chán thiệt bạn. Nhìn thấy chán rồi. Chùa mình à, cứ đụng vô xe này nó có cục điện nó vô lý vậy cứ. Có vẻ cái series này hơi lâu mấy bạn ơi. Nó cũng khá là dài. Ôi, mới tung có cá làm căng vậy. Trời ơi, coi chạy kìa. Sao ngồi lụng núp chưa vậy? Sợ hả? Sợ hả? À, em cha nó kìa vậy. Em họ á. Chạy chạy chạy, gì vậy? À, quýnh chip mẹ nó hả? Quýnh chip mẹ, để em. Cái gì dí ghê hả? Má thằng Big Smoke. Rồi cướp chẻo nổi bạn. Nó chẻo nổi bạn ơi. Mình phải dí theo nó bạn ơi. Không mẹ nó. Thằng đỉ này. Bắt cua leo thằng rào. Lên. Ôi ơi, cái gì má ơi. Ôi, mấy thằng gà này bắn ngu như bò vậy. Bắn gì cũng trúng nữa. Chạy từ có mày. Rất mệt là gì không? Thôi chạy mượn chiếc xe coi. Chạy mượn chiếc xe. Chạy nhanh quá. Mày cũng phải xuống xe. Ôi, đi cái thế nha. Thằng này nó bắt cua ghê quá bạn. Con mở nó. Chạy đi, mày chạy đi. Mày đâu? Bắt cua lại tao không? Mày nghĩ mày bắt cua lại tao không? Tao đi ngoài nè. Đâu rồi? Hello? Ê, có thấy người chạy ngang? Em thấy rồi, đéo hỏi nữa. Lên. Ôi trời. Vãi cứt. Vậy chậm mày ơi. Thôi lên xe hả bạn? Đi. Cho mượn chiếc xe. Xe đâu? Ê, cảnh sát. Khoan. Đi mày. Anh cảnh sát tốt bụng, anh cảnh sát. Đúng rồi, em cảm ơn. Em không cố ý đâu mà em cảm ơn. Em đang cực chuyện gấp anh ơi. Con mẹ nó chạy xa lắm rồi anh ơi. Mày đâu con đỉ này? Ở chơi chạy đường tam giác ba. Có học hình học không vậy? Mày cứu. Tao đang bắn chiếc xe trước nha, bớt nha, đi. Làm quýu nó. Tao là bullet nè. Ê, tao không bắn mày con đỉ này. Đi với xem mình chơi mình coi. Tới lúc là chỗ tài Racing Boy rồi bạn ơi. Mấy gì xạo hả bưởi. Ok, mình sẽ về anh Big Smoke. Còn xe cao, ví dụ lần trước thì sau khi mà tai nạn thì các nào cũng chơi mình luôn rồi bạn. Này anh Big Smoke vô. Đủ anh Big Smoke lên xe. Ủa mẹ hai thằng cảnh sát nữa. Đủ mẹ đủ. Ha, officer đó đập chết mẹ nó. Rồi xong. Hàng officer này nó kêu mình chở về ra đồn cảnh sát của nó bạn. Chết mẹ, Big Smoke bị bắt cóc rồi. Ê, nó chạy ra trời ơi. Đây đồn cảnh sát, không phải đồn cảnh sát mà cái chỗ này bữa nhảy xe nè bạn ơi. Ủa, hàng Big Smoke. À, vậy mình em đú. Lên xe, lên tàu hỏa bạn ơi. À, trên cầu các bạn. Gì vậy? Gì nhảy ghê à, zombie hả ba? À giờ bắn chết mẹ. Ấy giờ phải dí theo cái toa tàu đó bạn. Ừ ngon, xe cao cao mình nè bạn. Lên. Bắn chết không. Lên nè. Bắn chết mẹ nó cho em. Bắn chết mẹ. Rồi mình bắn ở trên không hả bạn? Mình phải chạy vô này nó bắn thôi bạn ơi. Tại mình bắn ở trên không à. Bắn nó. Rồi xong rồi. Ngu đĩ này. Dựng xe thấy ngu rồi. Chết chết mẹ nó. Ê, bay lên nè. Ghê không. Còn nữa. Còn tiết mục. Chết bà. Trời ơi. Nó rớt.
tao bắn phụ cho tao bắn, nó rớt nó sắp rớt, bắn thằng trên kia. Rồi mấy khúc cua này nguy hiểm lắm nè các bạn. Rồi mình sẽ chạy lên đây rồi các bạn ơi, đây là đúng chất xe của gì luôn nè các bạn. Rồi đó, bắn đi. Oh shit. Chết bà, mình lộn đường rồi. Bắn. Cái này. Bắn đi, con mẹ nó. Bắn chết mẹ nó. Thằng này nó bắn gà các bạn, cỡ mình nó bắn chết nó lâu rồi á. Oh shit. Bắn. Ở con thang. Đúng rồi. Bắn đi. Ôi giời. Nó mình tập trung ừ ngon. Ok, xong hoàn thành nhiệm vụ các bạn. À, quá dữ cho một phi đội. Lên. Rồi, há xe kìa các bạn ơi. Ui. Phải chết mẹ nữa, khỏi tao nữa. Kìa. Sẽ kiếm cái đường nào đó cho chiếc này chạy các bạn. Đó, điên này có đi đường đi chơi mấy chiếc xe này các bạn ơi. Ngon, khá là ngon. Cậu cho không có hết cái Ui. Phải cứ tốc độ cao với tài xe cái đi có cái đường nữa bạn ơi. Ngon. Trời ơi, tới rồi bạn ơi, tới rồi. Kìa, nghe kia bích xô móc rồi bạn. Bích xô móc tới nhà rồi. Ngon. Về gặp mấy ông đĩ kia các bạn ơi. Rồi. Yep. Ngon. Thêm một nhiệm vụ bích xô móc nữa nè. Just business. Mới gặp nãy giờ gặp nữa. Quá dữ. Dạ. Xe mới hả? Cốc đi. Mà tính ra nãy mới gặp luôn rồi. Thế hở quá sức. Rồi, chở đi đâu nữa bạn ơi. Xuống thành phố rồi. Chở nó xuống thành phố bạn. Chở thanh niên bích xô móc. Nhìn là thấy nó bích rồi đúng không? Rồi, điên này mới chất. Nè, có mấy thanh niên bạn của bích xô móc. Ngon. Vô siêu thị bạn ơi. Cứ thấy gái là ghiền. Vãi cực. Anh đi. Mình vẫn không hiểu nhưng mà chắc cũng hà. Đúng hả? Oh shit. Mày điên hả? Mày này bắn ghê vậy? Tao chơi. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Bốn thằng. Không nữa, tung ra hết đi. Mày lên. Tới đi, tao tăng cho mày được bắn nè. Đây có tiền nè bạn, rồi. Tiền rớt. Rồi, giàu luôn á, lụm mấy cái này chắc giàu luôn á bạn. Nhưng mà tiền, ý, có giáp, ngon. Cái giáp khỏi đỡ khỏi chết bạn ơi. Mấy này giàu thế nha, 3.000 đô rồi bạn ơi. À, sau bao nhiêu lập nghiệp mà mình cũng được 3.000 đô. Oh shit. Đứng lên chơi luôn. Tao yên tâm. Tao tăng cho, yên tâm. Cứ để tao tăng, chết mẹ mày nó. Yep, lên. Xong rồi các bạn, đủ ngôi nhà khá là to. Rồi, tuyển tập là những pha lái mô tô không hả các bạn ơi. Sao anh trình này bạn, trình mình được các bạn. Lái mình bay xuống luôn, đâu cần đi đường này. Ui. Rồi trận này là mình bắn rồi các bạn ơi. Mày gì xạo. Ui. Thằng xe tải bạn ơi, thằng xe tải. Cái gì? Mày gì xạo. Ui, xe móc bay kìa các bạn. Má xe móc cũng ghê phết. Mày á xe. Oh shit, nào ra nốt rồi. Sao mày không chạy? Sao mày không chạy ngang luôn, thằng đĩ này ngu thiệt. Ui, anh nó bay xuống cổng luôn mày. Chết một. Ui, bắn hàng xe hơi thôi bắn. Chỉ còn bắn hàng xe lái xe thôi. Mày. Mà đông thế nha.
Vô. Gì vậy? Em bích moment. Ui. Ngủ. Ui trời. Mày ngủ học này. Bắn xịt. Ôi shit, khỏi bắn chết tài xế luôn quá. Thôi, quan tâm đằng sau vậy. Ừ. Mày ngu. Bùm. Lo lái đi con đĩ mày. Rồi xong. Hai cái bánh đi đường rồi bạn ơi. Rồi nổ rồi. Hàng đĩ này nó dai quá. Mày sao? Là bay nè bạn ơi, ngu nhìn biết dẫn cái chiếc trước là ngu rồi. Đủ ngầu. Yep. Làm nốt. Ui, má đằng sau bạn đông thế nha. Trời ơi. Tôi kiểu như John Wick về ba. Nani? Mày. Sợ chó. Chết. Đâu nữa đó. Xong rồi bạn ơi, không biết xong chưa. Yes, xong rồi bạn ơi. Đây, cũng có chiếc xe các bạn ơi. Ngon. Ngon lành kình đào. Anh Yên bánh sụp mốc lái xe không giữ bạn. Mà vẫn không bằng mình. Tao cần một chiếc xe, give me siêu xe, super car, ok. Ồ, không, phải siêu xe không? Nó ở đây chứ đâu. Bà già bạn. Bà già lái xe hơn tao là thấy tức rồi nha. Dừng đèn đỏ thấy ghét. Tung người cũng thấy ghét thiệt. Ok. Tới nơi, ui. Đây. Điểm quái quỷ gì nè các bạn ơi. Xe này có tiền không nhỉ? Burning Diesel CJ chip mạng thư ơi. Tới đây con trai của bố à. Không thoát được đâu con trai à. Nó cảnh sát deep lắm. Nó nhiều lắm mẹ. Rồi vô thẳng vấn đề. Mày là của bọn tao. Nhóc. Mình cũng biết nó lần đầu á. Mình sẽ qua cái điểm kia bạn. Ồ siêu xe nè. Đây cái điểm này đây. Đây tới rồi nè bạn ơi. Là chai môn tốt. Bịt. Giúp. Ủa chiếc xe nè bạn. Mẹ nó xong đốt xong ở nhà này. Tự nhiên cái con này bị kẹt. Cái xong mình phải giải cứu luôn các bạn. Cứ không. Tự tay đốt nhà. Tự nhiên cái giải bắt phải giải cứu thêm con này đó bạn. Xanh á. Vô lý vậy. Đốt này làm gì. Đây nè. Dập tắt máy này các bạn ơi. Giúp. Ra con gái à. Đâu rồi. Con nào vậy. Đây các bạn. Đây. Dập tắt chỗ này. Xong rồi. Ra được. Ok. Chạy ra. Đúng rồi. Ừ tao biết mà. Xe xong bạn ơi. Mình sẽ quay lại cái điểm kia bạn. Lên không? Lên hả? À lên. Tưởng xe hồn tụi mình chạy đi bộ mình không chứ. Phải cướp thiệt. Đúng rồi. Tao là Toby á, không phải xin chạy đâu. Đúng rồi. Tao bao giờ chạy đâu. Cái xe nào bị chó dí mới chạy rồi. Tính ra mày gần nhà tao luôn á. Tí này. Rồi bye bye. Ok. Toby nó xin chạy ok. Tôi đã có một cô bạn gái và chúng tôi đã cưới nhau. Thật sự chúng tôi đã không chưa cưới nhưng mà cứ mặc định là vậy đi. Coi như chúng tôi đã cưới nhau và chúng tôi vui vẻ cùng nhau đi vào quán bar. Yeah, chúng ta đã có những khoảnh khắc bên nhau rất là hạnh phúc. Các bạn có thể thấy chúng tôi có thật sự đã có một cuộc sống rất là hạnh phúc bên nhau và một câu chuyện kết thúc khá là hay.